À, xin chào bác, chào mừng bác đã trở lại với trang kính cổ bên xưa. À, ngày nay giới thiệu bác đó là cái đúc bồ la mi bọc vàng của Pháp xưa, sản xuất dàn thập niên 50-60. Tất cả các dòng kính cổ em đều lấy hàng chuẩn A1 chính hãng một và đều là của chính hãng đó, thời kỳ đầu của Pháp thì thập niên 50-60, của Đức cũng thế, và của Mỹ thì thập niên nào là thập niên đó, và tất cả lấy đều là hàng sâu tuổi, hàng đời đầu. Đó, chơi thế đã chơi đồ cổ và chơi hàng chuẩn ông một, nhưng bây giờ còn chơi cái bộn chuẩn ông hai với bộn chính hãng, bộn fake một fake hai như bộn Nhật rồi là ma ca Hồng Kông với tàu thì không được. Đấy, đấy phải phân tích cho một số bác hiểu sao chuẩn A1, chuẩn A2 như thế nào. Đấy. Đúc bồ la mi bản trơn nhá. Với giá thì hồi sau sẽ rõ, rất là rẻ. Bác nào Hà Nội gần Hà Nội qua địa chỉ cho em ngõ 390. À, đường Trường Chinh Đống Đa Hà Nội, số điện thoại là 091 6566826, cũng là số điện thoại Zalo. Bác ở tỉnh xa hết sức yên tâm, em sẽ gửi phương tiện bưu điện, ô tô, máy bay, tàu hỏa. À, phương tiện gì nhanh nhất, hợp tình, hợp lý, hợp lý gửi đến đó. Thời gian gửi từ 1 đến 2 ngày, chậm là 3 4 ngày. À, tùy theo thiên tai, thiên tai dịch bệnh lũ, cái này size 52. À, cầu giữa thì nó có cái chuyện vuông logo hãng từ ngày xưa. À, cái dòng này đi rất nhanh, nơi vì trong suốt 6 năm qua bán trên kênh rút em nói phân tích đi đến phân lại rất nhiều lần rồi. Đặc biệt hơn là bán tại nhà và ngoài được Trường Chinh là hơn 2 năm, khẳng định giá trị thương hiệu rồi. À, càng phải nó có số 20 phần nghìn. À, đây là cái chỉ số mà... À, rất là rõ ràng nhá. Có nào mà xem video cảm rõ ràng yêu cầu em gửi ảnh trực tiếp qua Zalo, sẽ chụp từ 30 đến 40 cái ảnh kèm theo video ngoài trời phản ánh đúng chân tình chân thực nhất của kính đó hay sản phẩm đó, sản phẩm gì. À, càng bên đấy vừa là càng trái ra là càng phải, là càng phải có số 465. Đấy, tức là mã số series cây của cây 465. Thời kỳ đầu thập niên 50 60 cây 465 và giá cực kỳ êm 5 triệu 7 hay gọi 5.700 cao. Giá 5 triệu 7 hay còn 5.700 qua. Những cái dòng này bác mua về thay mắt cận thị, lão thị, viễn thị đều được hết, một cái kính giải quyết nhiều tính năng. Bởi vì đây là dòng bọc vàng, giá thành rất là hợp tình, hợp lý, hợp lý. Chứ còn thay vì bác mua một cái kính Nhật như là vàng đúc mà thập niên 90, 2000, 2010 đổ đây thì không bền, không cao. Bởi vì tất cả từ thập niên 80, thập niên 90, 2000 và 2010 đổ ở đây thì nước Nhật và một số nước châu Á khác hay làm nhái tái bản theo những cái kính cổ. À, bút cũng như bật lửa đồng hồ ngày xưa của nước Anh, Đức, Pháp, Mỹ, người gọi là phiên bản tái bản, cũng như hàng gọi là chuẩn ông 2 hay gọi là fake 1, fake 2. À, chính vì thế là giá thành rất là rẻ. Đấy, và rất nhiều đối tượng ngày nay hay bán cái đồ đó, lập lên cái trang, cái kênh mà xong thời gian lượng follow rất là nhanh. À, lượng follow là 10.000, 15, 20 người chỉ trong thời gian rất ngắn, từ 1 năm đến 2 năm. Đấy, có những kênh là bán được một phát lô mười mấy cái kính, hai mấy kính, 39 kính, nhưng mà trà trộn lẫn lộn là tùm lum tùm la đồ Nhật rồi đồ Campuchia rồi Ma Cao Hồng Kông đồng tàu chẳng hạn. Đây là cây đúc bồ la mi giá 5 triệu 7, tại sao đối tượng bán cây gấp đôi này mà giá 6 triệu 2? Không có giá đó đâu nhá, khẳng định cho đấy là cái hàng tàu và Malaysia, hàng tàu và Ma Cao Hồng Kông đấy. Mà đối tượng đấy đa phần là em chỉ thấy là bán toàn hàng hàng Nhật, nhập hàng Nhật về nhưng rất rẻ, chỉ vài trăm nghìn. Vàng của nó thì lúc trắng trắng vàng vàng đấy, đấy là vàng công nghiệp hợp chất hóa chất. Còn những cái mà hàng kính cổ kính xưa mà hay đồ cổ đồ xưa của Pháp, Anh, Đức, Pháp, Mỹ mà đời đầu hay gọi là chuẩn A1 chính hãng một ấy, thì bao giờ nó là vàng đủ tuổi, vàng chuẩn đấy, nguyên thủy nguyên bản. Chứ còn những cái thời thập niên 90, 2000 đổ đây, bộ Nhật hay là một số nước châu Á khác hay làm nhái tái bản theo và chất lượng cực kỳ kém, ôi rồi trông nó mới bóng bẩy thôi nhưng mà dùng chán lắm. Rất nhiều các bác đã dùng xong thời gian chán phải bỏ đi lại xong cái khác đấy. Đây là góc độ chia sẻ quan điểm không lớp không đời, không kiêu căng kiêu ngạo nhé. Em rất hòa đồng anh em trong nước ngoài nước, lắng luôn luôn lắng nghe thấu hiểu của bác, tư vấn cố vấn xuyên lục địa ngày đêm. Đấy mới là cái giá trị cực kỳ lớn, và khi mua bán là cái số đồ cổ xưa lâu năm thượng uy tín 20 năm, 30 năm, ngay cả số điện thoại là hơn 20 năm khẳng định giá trị thương hiệu rồi thì bác cực kỳ yên tâm luôn. Đúc bồ la mi nhá, giá 5 triệu 7 hay còn 5.700, 5.700k. Thế đó. Giá thành hợp tình hợp lý. Pháp xưa luôn, chuẩn A1 đấy. Vâng, phiên ngày nay đấy là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở phiên sau.